đi. Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu, ta đã trao nhau ước thề. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi. Em đã từng nói cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bao tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài, lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa. Anh muốn có em ở trong phút giây này, tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa. Và cứ mỗi đêm anh nhớ lại ngày xưa ấy, em có biết anh đang thế nào không. Giọt nước mắt của anh không hề rơi bao giờ, mà sao cứ phải rơi vì em. Và nếu em có nghe những lời anh đang nói thì em hãy nhớ đến anh người nhé. Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu, ta đã trao nhau ước thề. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi. Em đã từng nói cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bao tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài, lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa. Anh muốn có em ở trong phút giây này, tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa. Và cứ mỗi đêm anh nhớ lại ngày xưa ấy, em có biết anh đang thế nào không. Giọt nước mắt của anh không hề rơi bao giờ, mà sao cứ phải rơi vì em. Và nếu em có nghe những lời anh đang nói thì em hãy nhớ đến anh người. Hello các bác, và vừa rồi thì em vừa hát nóng một bài hát. Vâng, em vừa hát nóng một bài hát. Và bài hát này thì em đang hát với lại cái bộ combo mà một cặp loa Pioneer 25TL. Đấy, một cặp loa Pioneer 25TL cộng với lại một chiếc Vanker WeWood KM8 FX Pro, cộng với lại một con cục đẩy công suất WeWood HA1000. Thì em hát cùng với đúng 3 cái sản phẩm này thôi. Và cái bộ combo này thì em xin giới thiệu qua nhé. Đây là chiếc WeWood KM8 FX Pro, có 8 chế độ chỉnh sẵn của nhà sản xuất. Đấy, từ 1 đến 8 các bác chỉnh, các bác hát karaoke tùy thích. Và cái này nó có feedback chống hú này. Đấy, và có đường vào của AUX 1, 2 này, có đường vào của Bluetooth này, có đường vào của cổng quang này. Đó. Và Bluetooth của nó cực kỳ là nhạy. Và con vang này độ xử lý của nó là lên đến 48 bit DSP. Đó. Nói chung là con vang này nó xử lý tín hiệu cực kỳ là tốt, xử lý tín hiệu cực đỉnh luôn. Vâng, và đây là hàng chính hãng của WeWood các bác nhé, của công ty WeWood.
Và con này em vừa tháo hộp ra. Con này em vừa tháo hộp ra thì em còn chưa bóc túi bóng ở đây luôn này. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Đây là tem chính hãng nhá các bạn nhá. Đấy. Và đây là con cục đẩy công suất Wewood HA1000. Đấy, con cục đẩy công suất này thì 4 quạt gió thổi đằng sau. Đằng sau thổi vào, đằng trước hút ra. Đấy. Và đây nó cũng có đầy đủ hết thông tin. Ở đây là em đang đánh Sitte, nó hiển thị Sitte lên đây. Và một bên 37 độ, một bên 36 độ clip off. Đấy. Và ở trên này hiển thị Brunel. Đấy. Và em không đánh Brunel cho nên là Bright. Sorry các bạn, Bright. Nó em không đánh Bright cho nên nó không hiển thị Bright. Và ở phía dưới này các bác đánh Bright hay là Sitte hay là Brunel thì nó đều hiển thị lên ở phía dưới này nhá. Đấy, rất là tiện lợi. Và nó làm mát cực kỳ là hiệu quả với 4 cái quạt gió, 2 hút vào và 2 thổi ra. Đấy. Vâng, và đây là cái đôi loa mà em vừa hát. Đó chính là loa Pioneer 25TL, được có trang bị một bát 25, trang bị một bát 25, một chung và một chép. Tiếng của con này rất là hay khi các bạn nghe nhạc và các bạn hát karaoke, nó rất là mềm dẻo. Đấy. Ở trong bộ karaoke 3 món này thì giá của nó là 12.500.000 các bạn nhé. Em xin báo giá bộ sản phẩm này. Đấy, bộ sản phẩm này gồm có 3 thiết bị. 3 thiết bị. Một là loa 25TL, hai là Wewood K18FX Pro, ba là con HA1000, con cục đẩy công suất HA1000. Và quà tặng đặc biệt. Quà tặng đặc biệt các bạn nhé. Đấy, chào mừng tháng cô hồn, tháng 7. Đấy, thì bước sang tháng này thì bên em sẽ tặng cho bác nào mà chốt bộ combo này một cái con nâng tiếng này luôn. Đấy, một con nâng tiếng TD Acoustic CB600. Con này là con Pro các bạn nhé. Con này là con Pro đây. Đấy. Hàng này là hàng chính hãng nhé. Hàng chính hãng thưa các bác. Mã check QR đây. Hàng chính hãng của TD Acoustic. Vâng, và với bộ combo này, với bộ combo này thì bây giờ em sẽ hát thử một bài nữa cho quý vị và các bác cùng cùng nghe, cùng nhận xét và cùng thưởng thức nhé. Đây 1 2 1 2 và 4 5 6 7. Miền Trung đất bồi phù sa, người miền Trung gian khổ nhiều đời qua. Từ khi anh xa quê nhà, từ đó anh nhớ mong người ta. Mùa đông mây lững lờ trôi, trời miền Trung thương quá bạn tình ơi. Chờ em ngay bao đông rồi mà em chưa về bên đời. Sao xưa nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức, chẳng khuya nhớ ai, chẳng vừa rửa lòng biến khơi. Lòng anh người đi biệt biệt phương xa, dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa, mây kia vẫn bay, sao hờ hững.
giữa đất trời. Miền Trung nước lên đau lòng xa rồi người anh ơi, quê hương man mác buồn chiều, miền Trung mưa tím bên sông. Vâng, hát nó cực kỳ là nhẹ và hát cái tiếng mic nó rất là đầm, nó rất là nhẹ, nghe nó cực kỳ là sướng luôn. Hiện tại bây giờ em không đánh trầm nhá, nhưng mà cái tiếng bass của nó rất là mạnh. Đấy, bass 25 mà nó đánh cực kỳ là mạnh và cực kỳ là sâu luôn. Và cái âm chung của nó tái tạo lại cái âm thanh của chúng ta, và chúng ta hát karaoke nó rất là nhẹ nhàng và nghe nó cực kỳ là khoái. Chiều nào em về miền Trung hỏi thăm em gái nhỏ ngày xưa, thì nay em đã đi rồi, chiều đông nước dâng đầy vơi. Tình yêu chưa tròn thành đôi mà lòng đau như cắt bạn tình ơi, dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương cho thằng đời. Sao xưa nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức, trăng khuya nhớ ai, trăng vừa giữa lòng biển khơi, lòng anh nhớ anh còn mong chờ người xa, con sông quê này đã già mà người đi biển biết thương xa. Dòng sông vẫn trôi đò xưa nay không còn nữa, mây kia vẫn bay sao hờ hững giữa đất trời. Miền Trung nước lên đau lòng xa rồi người anh ơi, quê hương man mác buồn chiều, miền Trung mưa tím bên sông. Tình yêu chưa tròn thành đôi mà lòng đau như các bạn tình ơi, dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương cho đời. Dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương cho đời. Dạ vâng, rất là nhẹ nhàng và rất là hay, rất là sướng luôn các bác ạ. Hát xong một bài là thích hát thêm bài nữa luôn. Và mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Và trong bộ combo này bên em tặng kèm cho quý vị và các bác một chiếc nâng tiếng TD Acoustic CB600 các bác nhé. Đấy. Và bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.